Choi Jong-hun sụp đổ vì bê bối nhóm chat, sống chật vật khổ sở sau khi mãn hạn tù. Từ nam nhạc sĩ diễn viên được yêu mến với vẻ ngoài chuẩn Mỹ Nam, Choi Jong-hun đánh mất tất cả vì vướng vào bê bối nhóm chat chấn động showbiz hàng năm 2019. Sau khi mãn hạn tù, Choi Jong-hun hiện sống chật vật khổ sở. Choi Jong-hun sinh ngày 7 tháng 3 năm 1990 là cựu nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc. Anh từng là trưởng nhóm đảm nhận vị trí chơi guitar và keyboard của nhóm nhạc FT Island ra mắt năm 2007. Tháng 3 năm 2019, Choi Jong-hun vướng vào bê bối nhóm chat gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Thời điểm hoạt động với FT Island, Choi Jong-hun biểu diễn với tư cách là guitarist và một giọng ca phụ, đạt được nhiều thành công rực rỡ ở Hàn Quốc và khắp châu Á. Choi Jong-hun bắt đầu xuất hiện và làm khách mời trên nhiều phim truyền hình bắt đầu từ năm 2008. Sự nghiệp đang trên đà thành công, Choi Jong-hun đánh mất tất cả vì lối sống phóng túng của mình. Năm 2019, làng giải trí xứ Hàn chấn động khi phát hiện một nhóm chat gồm nhiều thần tượng nam nổi tiếng. Trong đó, những kẻ có danh tiếng và quyền lực không chỉ quay lén video quan hệ mà còn tổ chức bắt cóc xâm phạm tập thể một số cô gái. Thời điểm mới xảy ra vụ việc, Choi Jong-hun chịu áp lực rất lớn khi bị chính fan của mình quay lưng. Trên diễn đàn người hâm mộ của FT Island, nhiều ý kiến đã thẳng thắn kêu gọi anh nên rời khỏi ban nhạc, dù phía cơ quan điều tra chưa đưa ra thông tin gì liên quan đến nam ca sĩ. Công ty quản lý của anh ban đầu chỉ thừa nhận tội danh ma men lái xe hồi năm 2016 và khẳng định anh vô can trong những tố cáo còn lại. Tuy nhiên, SBS phân y chứng minh họ không hề dựng chuyện bằng cách tiết lộ đoạn tin nhắn cợt nhã giữa Choi Jong-hun và Jung Jun-jeon về chuyện bịt miệng cảnh sát. Chương trình cũng tiết lộ chính nam thần tượng 29 tuổi cũng là thành viên thứ ba trong nhóm chat biến chất này. Trước bằng chứng khó chối cãi, FSC Entertainment lẫn Choi Jong-hun đều im lặng. Thế nhưng việc anh là trưởng nhóm nhưng dính phốt như thế này cũng đủ để fan FT Island và các thành viên còn lại trong nhóm mất hết niềm tin. Trên trang cá nhân, Lee Hong-ki cũng tỏ ra chán ngán bê bối của anh em chung nhóm với mình. Các fan khẩn thiết xin anh đừng từ bỏ Choi Jong-hun. Hong-ki chỉ nói ngắn gọn, tôi bó tay rồi, cho thấy rõ bản thân anh cũng rất thất vọng với quá khứ đầy tội trạng của Choi Jong-hun. Sáng ngày 4 tháng 4, một nguồn tin từ cơ quan cảnh sát Seoul tiết lộ rằng cựu thủ lĩnh nhóm FT Island thừa nhận đã đề nghị được hối lộ một sĩ quan cảnh sát sau khi bị người này phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu. Bê bối này xảy ra vào năm 2016, nhưng khi scandal chấn động về nhóm chat bị phanh phui, sự việc trên mới được truyền thông đưa tin. Tại thời điểm vi phạm, nam thần tượng có lượng cồn là 0,97%. Cảnh sát sau đó đã đình chỉ giấy phép của ngôi sao đình đám này, đồng thời phạt tiền 2,5 triệu won, khoảng 51 triệu đồng. Tuy phía cảnh sát phủ nhận hành vi nhận hối lộ, nhưng vụ việc lại được giữ bí mật tuyệt đối và không được truyền thông đưa tin. Ngoài ồn ào liên quan đến chuyện bịt miệng cảnh sát, Choi Jong-hun đang được điều tra về hành vi quay lén và phát tán video bất hợp pháp trong nhóm chat. Theo đó, con số này không chỉ dừng lại ở một hay hai clip mà đã lên đến 6. Trong đó, 5 clip do nam ca sĩ này nhận từ người khác rồi phát tán, một clip do anh ta tự quay. Choi Jong-hun đã bị điều tra từ tháng 3 năm 2019 sau khi nhóm chat gây chấn động làng giải trí xứ Hàn bị phát hiện. Sau đó, các công tố viên đã đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ với Choi Jong-hun để phục vụ công tác điều tra. Ngày 18 tháng 3, Choi Jong-hun đã phải ra hầu tòa tại tòa án tối cao Seoul. Các công tố viên đề nghị mức phạt 1 năm rưỡi với tội hối lộ của nam ca sĩ thần tượng. Cộng với những tội danh khác như chụp ảnh và phát tán ảnh mà không có sự đồng thuận của đối phương, Choi Jong-hun bị buộc tham gia một chương trình về giáo dục và bị cấm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới trẻ em và vị thành niên trong 5 năm. Được biết, Choi Jong-hun đã hối lộ khoảng 2 triệu won cho cảnh sát ngay tại hiện trường vụ việc anh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu vào năm 2016. Trước cáo buộc này, luật sư của Choi Jong-hun cho hay anh ấy đã phủ nhận chuyện hối lộ nhưng thừa nhận những tội danh còn lại. Việc buộc anh ấy hối lộ là không đúng và chúng tôi sẽ kháng cáo. Luật sư của Choi Jong-hun giải thích rằng số tiền mà nam ca sĩ đưa cho cảnh sát rất nhỏ, chỉ khoảng 1,8 nghìn đô la Mỹ, nên không thể xem đó là khoản đút lót chạy tội. Tuy nhiên, luật sư của nam ca sĩ thừa nhận hành vi ghi hình và phát tán trái phép của Choi Jong-hun. Song người này đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ mức án với Choi Jong-hun bởi anh không để lộ mặt của nạn nhân. Trước tòa, Choi Jong-hun cũng tỏ ra thành khẩn và nói, tôi thực sự lấy làm tiếc về hành vi ngu ngốc của bản thân, tôi chấp nhận mọi hình phạt. Nếu tôi có thể quay lại cộng đồng, tôi sẽ hỗ trợ cộng đồng này với tư cách một công dân bình thường, chứ không còn là một ngôi sao giải trí. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Choi Jong-hun chính thức được trả tự do sau khi hoàn thành án phạt 2 năm 6 tháng tù giam và 80 giờ cải tạo dành cho tội phạm đặc biệt. Trước đó, anh bị tuyên án với loạt tội danh như quay chụp phát tán video hình ảnh trái phép, tấn công tập thể nhiều phụ nữ say rượu cùng Jung Jun-jeon và những người nổi tiếng khác. Sau khi mãn hạn tù ngày 12 tháng 1 năm 2022, tờ Han Ki-young đưa tin Choi Jong-hun lần đầu xuất hiện sau khi ra tù. Anh được trông thấy đi dự lễ ở nhà thờ cùng mẹ. Trong ảnh được truyền thông đăng tải, Choi Jong-hun để tóc dài, đeo kính và khẩu trang che kín mặt. Theo truyền thông, cựu thành viên nhóm FT Island ngạc nhiên bối rối khi bị phóng viên tiếp cận ở bãi đỗ xe. Anh không hiểu vì sao truyền thông biết được lịch trình cá nhân của mình. Làm thế nào các bạn biết tôi đến đây? Có phải nhà thờ đã làm lộ thông tin của tôi? Tôi đã trải qua sang chấn tâm lý. Điều này thật nằm ngoài sức tưởng tượng, Choi Jong-hun nói. Sau đó, Choi Jong-hun trở nên gay gắt hơn. Các người làm gì vậy? Tôi cũng bị tổn thương và sốc nặng. Các người nghĩ tôi nên nói điều gì nếu cứ liên tục chĩa máy ghi âm như thế này? Sau tất cả, Choi Jong-hun hiện đang phải sống một cuộc sống chật vật, khổ sở vì phải chui lũi. Vốn là người nổi tiếng lại phạm tội, Choi Jong-hun hiện đang chịu nhiều sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Đặc biệt, con đường để quay trở lại làng giải trí của Choi Jong-hun cũng là điều không thể.